Thưa quý vị, đầu tiên là tin tức đến từ Việt Nam được biết rằng hiện nay thì nước Việt Nam hưởng lợi khi nhà đầu tư quốc tế rời khỏi Trung Cộng. Theo Asia Times Financial, thì Việt Nam là một quốc gia hưởng lợi nhất cùng với Malaysia, Ấn Độ, Đài Loan và Thái Lan khi mà nhà đầu tư quốc tế rút khỏi Trung Cộng do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, đại dịch COVID-19 và tranh giành ảnh hưởng chính trị giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Cùng với nhiều công ty của Hoa Kỳ, đã có khoảng 90 công ty của Nhật Bản đang rời khỏi Trung Cộng để sang các quốc gia khác. Khoảng 1/3 các công ty cung ứng hàng đầu thế giới đã chuyển hoặc là có ý định chuyển hoạt động chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Cộng đến năm 2023. Các lý do làm cho Việt Nam được hưởng lợi bao gồm quan hệ ngoại giao nồng ấm đối với Hoa Kỳ, ưu đãi đối với nhà đầu tư ngoại quốc, vị trí địa lý chiến lược với cửa ngõ thuận tiện ra Biển Đông và lực lượng lao động trẻ. Tuy nhiên, Việt Nam cũng gặp thách thức trong việc lôi kéo các nhà đầu tư quốc tế, bao gồm thiếu công nhân lành nghề và lực lượng lao động với trình độ học vấn thấp, cơ sở hạ tầng đường bộ và hàng không yếu, trong khi hải cảng thì thiếu dẫn đến chi phí vận chuyển cao. Thặng dư thương mại cao với Hoa Kỳ đã khiến cho Hòa Thịnh Đốn có thể điều tra về thao túng tiền tệ. Và để tránh bị Hoa Kỳ gây chiến thương mại, Cộng sản Việt Nam hiện nay đang tìm cách giảm thặng dư thương mại bằng cách nhập cảng khí đốt từ Hoa Kỳ và kêu gọi vốn vào ngành sản xuất khí đốt, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong vài tuần vừa qua, thì đã có nhiều công ty của Hoa Kỳ quan tâm đến lĩnh vực điện và khí đốt của Việt Nam. Các công ty này đang chạy đua để được tham gia quy hoạch phát triển điện lực quốc gia gần đây nhất của Việt Nam.